Hỏi nhá, thế nếu đi vào siêu thị này mà con bị lạc thì con sẽ nói gì với cô chú, con nói tên của con này. Hôm nay là Lưu Nguyệt Thắng A. Con rất thích đi chơi thằng bà và chơi cút to. Con 3 tuổi rồi. Thế bố của con tên là gì? Bố của con tên là Vũ. Mẹ của con? Tên là Trang. Con còn nhớ số điện thoại của mẹ không? Có. Nào, bắt đầu, đọc đi. Cô này. Số điện thoại. Cô này. Cô đọc cho cháu đi. Cháu không biết đâu. Số điện thoại của mẹ cháu là nào? Không chỉ ba cháu gì nữa 99. chín chín không bốn hai Số điện thoại của bố. không chín tám một chín sáu không hai không sáu Thế số điện thoại của Khánh An. là không không không